sau thành công với chức vô địch tại giải Busan 2030, Sanatec Khánh Hòa tràn đầy tự tin hướng đến giải Busan Cúp quốc gia đầu tiên được diễn ra vào cuối tháng này tại thành phố Hồ Chí Minh. Thầy trò huấn luyện viên Bradford Inu chọn nhà thi đấu Trường Hải làm nơi đóng quân và tập luyện. Đội trưởng của Sanatec Khánh Hòa, anh Nguyễn Quốc Bảo đã có những đánh giá về chất lượng của giải đấu. Theo tôi thì giải đấu Cúp quốc gia với giải League thì tôi đánh giá là nó như nhau. Vì các đội thì nằm trong 8 đội mạnh nhất của Việt Nam mình rồi. Trận đấu đầu tiên của Sanatec Khánh Hòa với đối thủ Bệnh viện An Phước Bình Thuận sẽ diễn ra vào lúc 13 giờ ngày 21 tháng 12 năm 2015 tại nhà thi đấu Rạch Miễu, thành phố Hồ Chí Minh. Với đối thủ đầu tiên của đội bóng tại giải, anh cũng cho nhận xét thêm. Theo tôi thì đội An Phước Bình Thuận thì nói chung là người ta ít được cọ sát, nhưng đối với đối thủ của tôi thì tôi đánh giá người ta thì 50-50, vì đây là giải đấu một loại trực tiếp thì không thể nói trước điều gì. Thì kết thúc trận đấu thì biết đội nào thắng thì đội nó sẽ mạnh hơn. Thành phần chính của Sanatec Khánh Hòa tham dự giải đấu này cũng là các cầu thủ đã đưa họ lên ngôi tại giải Busan 2030 mới đây. Sanatec Khánh Hòa cũng đã đặt mục tiêu cụ thể cho giải đấu lần này. Cái mục tiêu của đội mình á, thì giải đấu này là giải đấu mà cái chết bất ngờ, nói chung là thua là sẽ đấu hàng thấp hơn. Thì mục tiêu của đội thì từng trận đấu, trận nào cũng là trận chung kết. Giải Busan Cúp quốc gia 2015 sẽ diễn ra từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 12 tại nhà thi đấu Rạch Miễu, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả các trận đấu sẽ được trực tiếp trên trang vietnambusan.com. Kính mời các bạn cùng đón xem.